Chào tất cả các bạn nhá. Đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện giờ thì Thắng đang có mặt tại khu vực sẽ quyết định cho anh Nô Hạ Sơn. Tại vì là chia sẻ một chút là hiện giờ thì anh Nô đang ở sau cái chỗ đỉnh này. Hôm trước thì Thắng cũng đã vào nhà rồi. Hôm nay Thắng có mua 2 bao gạo và 2 thùng mì của các nhà hảo tâm gửi tiền mua cho. Thì giới thiệu từ đầu một chút. Hôm nay có anh bạn Hiếu là làm địa chính xã, bạn Bền làm bí thư đoàn xã và có chú bí thư của thôn đúng không ạ, chú Cảnh. chú Cảnh bí thư của thôn. Đây là khu vực ngay đây là trung tâm thôn này. Đây, Thắng quay một chút, đây là trung tâm thôn. Thì hiện giờ đang có đường bê tông đang đổ lên đến ngay đầu xe bạn Bền, đây là có đường bê tông. Thì con đường này chỉ vài bữa nữa thôi, thì là từ giờ đến cuối năm là sẽ có đường bê tông. Thì gọi cho anh Nô xuống để xuống đây, thì thứ nhất là anh Nô nhận gạo và nhận mì. Thì tí nữa thì Thắng không biết là có lên được chỗ nhà anh Nô hay không, nhưng mà để anh Nô anh nhận gạo nhận mì. Xe của bạn Bền Thắng đã mua vào rồi, 2 thùng mì. Và hôm qua thì cũng rất lâu trong cái chương trình mà của cái chú Nguyễn Kim Quang có điện thoại lại cho Thắng tối hôm qua. Chú Nguyễn Kim Quang và cô Hoàn Kim Cúc có điện lại cho Thắng rằng là muốn giúp anh Nô một ngôi nhà khoảng 70 triệu. Thì nếu mà anh Nô mà Hạ Sơn được và cái địa điểm nó thuận tiện để cho anh Nô có cho con đi học và gần cái nguồn nước ở khu vực này, còn cái khu vực nhà anh Nô đang ở thì sẽ chuyển thành cái nương để canh tác trồng ngô để cho anh ấy có. Còn cái khu vực này thì ở đây thì cũng có một hộ rồi, và ngay dưới sau lưng Thắng đây có rất nhiều những hộ, và cái điện năng lượng cũng đã được thôn lắp đến tận đây. Đấy, các bạn nhìn thấy có cả đèn năng lượng rồi, là ở khu này xuống dưới này sẽ có điện sử dụng, còn trên nhà anh Nô là hiện giờ là không có điện. Đấy, xuống dưới này nó có và thuận tiện cho con cái đi học ở ngay dưới trung tâm thôn này. Đấy, và ra ngoài kia ngay sau lưng của anh Nô đây là rất là gần. Thì gọi anh Nô xuống đây thì hiện giờ thì sẽ hỏi cho anh Nô xem là đất của anh Nô ở chỗ nào và triển khai làm nền, và anh Nô có cùng con nhất trí có xuống dưới này ở không. Đó, nếu mà anh Nô nhất trí xuống dưới này ở ấy, thì sẽ được chú Nguyễn Kim Quang giúp là 70 triệu để làm ngôi nhà. Đấy, và các anh em ở xã thì chỗ bạn Hiếu cái thứ bà đến đây rồi. Chính quyền xã cũng rất là quan tâm đến đây cùng Thắng, là đã tìm chỗ có chỗ đất rồi, có nền rồi. Thì bây giờ chỉ cần các bạn đoàn viên thanh niên vào hỗ trợ là san nền cùng với cả gia đình và bà con trong thôn để chuyển phương án là xuống đây làm nhà và xây nhà. Đấy, để hỏi ý kiến xem là gia đình anh Nô có quyết định là dỡ nhà trên kia và chuyển thành nương có xuống đây để ở hay không. Đó. Thì anh Nô có xuống dưới này ở không? Có mà. À, có nhất trí xuống đây phải không? Và có một số các nhà hảo tâm giúp tiền ấy, thì Thắng cũng đã công bố trên màn hình. Hôm nào thì nó sẽ có hẳn cái một cái bảng danh sách là những người nào giúp rõ là bao nhiêu tiền, thì cái số tiền đó sẽ chuyển sang giúp mua bò cho nhà anh Nô. Còn đây là cái số tiền làm nhà, thứ nhất là của chú Nguyễn Kim Quang có giúp là muốn ý là giúp là 70 triệu, và chú xem là đất của nhà anh Nô ở chỗ nào và Hạ Sơn như nào để anh Nô có cái đất canh tác và chuyển gia đình anh Nô xuống đây. Và cô Tâm Như có chuyển cho Thắng tiếp nữa là hôm trước Thắng quay ở bên chỗ nhà anh Páo, thì cô Tâm Như có muốn chuyển là nhà anh Páo ở bên kia là 10 triệu 500 và anh Nô là 10 triệu 500 cùng với cả bác Nguyễn Kim Quang giúp cho anh Nô làm nhà. Thế là nên là trước hết là chúc mừng cho gia đình anh Nô. Bây giờ thì anh Nô sẽ cùng Thắng với cả các bạn là xem cái mảnh đất của anh Nô ở chỗ này nó hợp lý hay không và bao giờ sẽ đào nền và để tiếp tục làm nhà như nào. Đấy. Bên ạ. Đâu 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 mời bác chỉ. Đây là xem là cái nền nhà của anh Nô và ấy, anh Nô anh vừa đi rừng về đi lấy thuốc về. Đấy, gọi mãi mới được ra đến đây. Hai bố con tìm mãi về đây. Ở đây thì nguồn nước nó về nó thuận tiện hơn, và cái chỗ này sẽ đánh đường để cho
gia đình lên. Đây các bạn nhìn thấy ngay cái đường, đây là đường bê tông rồi. Đấy, đổ xuống lên đây nữa. Và hết cái đoạn này thôi là gia đình có thể có nhà đẹp đấy, cho gia đình. Thì có nghĩa là bây giờ đào luôn đây được gì? Rồi, ok. Đây hết cái giải này sang bên kia là 15 hộ bên kia mà chú anh nô sang đấy đúng không? Bên này nhỉ em nhỉ? Dạ. Phải không? Hả? Chỗ nhà em đâu? Em chỉ nào. Chỉ cái hướng nhà đang ở ấy. Nhà đâu ở? Kia. Cái dưới. Chỗ này là cắt cho tất cả các anh em ở bên kia là 12 hộ là sang bên này, nhưng mà bây giờ chưa có điều kiện để xuống. Chỗ nào? Hạ Sơn. Cho cái mảnh trên từ trên này xuống gì chứ nhỉ? Là cắt xuống cho các hộ Hạ Sơn xuống. Không ở trong kia xa quá tít ở trong trống. Tổng trên đấy là 15 hộ đúng không? 12 hộ. 12 hộ. Khu này hơn 100. Gần 200. Chỗ này là nhà nước đã đền bù rồi hiểu? Đền bù rồi, nhà nước đền bù xong hết rồi bây giờ. Để cho bà con Hạ Sơn đây ở thôi đúng không? Ai có điều kiện là bây giờ xuống. Đây là nhà anh Nô sẽ triển khai làm đây nhá. Thì Thắng thông báo chút như này. Khi nào Thắng nhận được tiền thì sẽ thông báo lại cho Bền với là bạn Hiếu ở xã. Thì để mới thông báo cho nhà đào nền nhá. Chứ không phải là mai tự nhiên là bảo như này, hôm nay là về là mai dỡ nhà ra ngay đâu. Bây giờ là chưa nhận được tiền, có nghĩa là chú Nguyễn Kim Quang chú ấy có trao đổi với Thắng rằng là Thắng lên chia sẻ và quay xem cái chỗ Hạ Sơn nó có tốt hay không để cho nhà bác Nô này có thể hạ sơn được. Thế không đến lúc là mai là về cái bảo là dỡ nhà luôn rồi nhá, là đi đào nền là khi nào là cũng phải như các hộ khác là chắc chắn rồi, thì nhận được tiền thì anh em sẽ giúp nhau là về đây đào nền để hạ sơn cho gia đình đấy. Còn cái số tiền đó thì cái nhà kia cũng phải dỡ xuống đây để chuyển, nếu mà được giúp như vậy thì cái số tiền kia là chuyển mua bò đấy, cho gia đình có bò, có con vật nuôi sinh sản nhá. Đấy là ấy thế thôi. Được rồi, biết là đây là cái khu vực là của nhà anh Nô sẽ được đào nền ở đây rồi. Ở đây thì không lo sạt này. Không lo sạt được. Lụt lụt thì càng không được nhỉ. Lại gần đường. Đây là không sợ sạt rồi. Mà đông dân. Đấy, đông xuống đây em. Là vui. Đây này. Đây là điện năng lượng đấy. Đấy. Là sáng rực, còn biết đến ánh sáng. Đây là điểm trường, đây là anh. Đó. Đấy. Thế là để con biết chứ còn đâu là kia lại đi xa quá. Đây, ngay đây là điểm trường đây. Đấy. Đi học nó đỡ hơn bao nhiêu xuống dưới này. Bên này, bảo bác Nô xuống luôn bê gạo luôn đi. Lên nhà chứ. Lên nhà. Không lên anh lên nhà bác Nô. Đây là quay qua đây để các bác biết là nhà anh Nô sẽ nếu mà được bác Nguyễn Kim Quang giúp thì sẽ, và cô Tâm Như có chuyển tiền lại cho Thắng đấy thì Thắng sẽ chuyển cái số tiền đó lại để giúp nhà bác Nô này làm nhà. Còn đâu là cái số tiền mà của các cô bác đã giúp, có người thì giúp 500.000, có người giúp 200.000, rồi có người giúp 1 triệu, 2 triệu thì sẽ công bố ở trên đó thì các bác sẽ được thấy là tiền đó sẽ chuyển lại mua bò để cho có con vật nuôi. Còn cái đất hiện giờ nhà anh ấy đang ở trên cái đỉnh này thì bây giờ Thắng lên đó thì anh Nô sẽ chuyển thành nương để làm. Chứ còn nếu ở cái chỗ này các bác thấy là đất nhà nước cũng đã thu hồi và đã đền bù hết rồi thì là cái này phải có người nào hạ sơn từ trên kia xuống thì người ta mới cấp đất cho. Đấy. Là ở đây họ có cả ao được này. Đấy, họ làm cả ao rồi. Xe lên được đấy, lên chỗ nhà anh Nô không? Có nhiều bác thì điện thoại cho Thắng rằng là Thắng ơi lên nhà anh chứ đi Thắng ơi, rồi là đi ra nhà xính một chân đi. Thực ra thì bây giờ nó rất nhiều việc, những cái công việc mà Thắng đã giúp rồi thì Thắng lâu lâu thì đáo qua được lại thôi. Còn Thắng không thể lên mà bây giờ bảo là ông chứ như này thế kia rồi là Thắng phải lên đi, ông xính một chân là
đang ốm đau bệnh tật này Thắng phải ra đi. Thắng không thể có thời gian ra được và đi rất là nhiều. Rồi là những cái người ở trên Lũng Cáng bây giờ Thắng cũng rất ít có thể thời gian quay qua được cho các bác biết. Còn những cái kênh họ quay đấy thì các bác biết rồi, là họ tự lên, họ tự quay, tự viết đấy thì các bác cũng đã xem qua thì các bác biết được. Chứ còn Thắng bây giờ là không có có chỉ ai hay là như nào hướng dẫn ai nữa. Tại vì là từ lúc xong cái chỗ Thắng hướng dẫn cháu Linh xong là Thắng không còn hướng dẫn ai nữa để quay chia sẻ video nữa nhé. Đấy, bây giờ lên nhà bác Nô. Đấy, ở trên cao lấy đâu ra có cái gì này. Đây xe đi như Trường Sơn. Đến chỗ kia thôi dừng lại rồi. Không đi được nữa. Đấy, chỗ ao ấy. Một chiếc tàu à? Một chiếc tàu à? Nhỏ, nhỏ đây à? Thì nó lùi vào rừng cây của họ đây. Bù bù vào đây này. Đây còn đồ chỗ này thế phải gọi ông ấy quay lại để vác gạo chứ không ai vác được. Cho hai bao thôi mà. Anh cầm hai thùng mì bền cho nó vác ba người mà cho bền vác bao gạo nữa. Hiếu thùng cầm hai thùng mì cho ông ấy. Bền lên đấy. 700.000 nhé, hai bao gạo với một thùng mì này. Cái bao này là bao nhiêu cân đây? 20. 472 bao này. Ông kia đi rồi. Đi xuống dưới kia rồi, đi về nhà rồi. Ông về là ông được pha thuốc đan cho anh uống. Cho anh cán bộ xã rất nhiệt tình. Cán bộ xã. Bây giờ các bác biết là hiện giờ đang ở trên đỉnh núi này, nhưng mà nó là 5 giờ tối rồi. Đấy, 5 giờ chiều rồi, hết giờ làm việc rồi. Cán bộ xã nhiệt tình lắm. Vào các anh em là cùng nhau đi hẳn lên đến thôn này. Hôm qua này Thắng là thực ra là buổi chiều tối rồi. Thắng vừa mới ở trong chỗ nhà ông cụ Sam về thì nhận được cái tin của chú Nguyễn Kim Quang và cô Hoàng Kim Cúc, và sau là lại là cô Tâm Như sáng nay nữa. Thực sự là Thắng rất là vui, Thắng cảm động với những cái người mà rất lâu rồi đấy, khoảng 2 tháng nay rồi là chưa gọi điện cho Thắng, và Thắng biết được rằng những cái người đó điện thoại cho Thắng là đều báo những cái tin vui, báo những cái tin hạnh phúc đến cho bà con nhân dân Hà Giang, báo đến những cái tin hạnh phúc cho những người nghèo ở trên kênh Thắng. Thực sự là Thắng rất là cảm động. Và sáng nay xong cái thì Thắng phải di chuyển một cái quãng đường vào đến Lùng Quốc cho các cháu thiếu niên nhi đồng xong. Xong là chiều Thắng phải sắp xếp để sang đây luôn để làm việc với nhà anh Nô, để cho anh Nô có cuộc sống mới. Đây là một cái hạ sơn mà để cho anh Nô có thay đổi cái cuộc sống của mình rất nhiều. Khi anh Nô đang ở đây, các bạn thấy xung quanh đây không có một cái nhà nào, và nước thì không có, phải đi kéo và đi xách rất là xa, điện đóm không có. Thế là hạ sơn xuống dưới kia thì sẽ được lợi rất nhiều. Đây các bạn thấy cả một cái vùng này không có nhà cửa gì cả xung quanh này đấy. Và anh Nô ở trơ trọi ở đây một mình, và chỉ có cái mảnh đất nho nhỏ này ở đây thôi. Thì sau này sẽ bảo anh Nô chuyển cái chỗ này thành cái khu vực là làm nương để cho anh ấy trồng nương, trồng giấc. Chứ còn bây giờ ở đây đấy. Ô sao đổ cái ấy rồi à, cái bờ rào nó đổ rồi à? Trước có đi theo tiếng gọi tình yêu rồi. Nhà ở như này cơ mà thế có bao giờ không thầy thuốc nổ á. Đây nhá, anh Nô này, đây là cái đồ mà để cho lại cho gia đình anh để có gạo ăn nhá. Anh là mấy cả con trai của mình là sẽ có gạo ăn nhá. Mấy cả con em của em đã đi học chưa? Hả? Đi học chưa? Có. Đi học được. Đi được mấy hôm rồi? Em á? Em nó đi được hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay thứ
quen rồi. Thứ hôm nọ đi quen chứ bạn. Hôm nay thứ hai thứ chủ nhật nó đi không, rồi. Không nhớ là thứ mấy à? Vâng. À. Đây là gạo mì thóc à gạo này, 40 cân này với 2 thùng mì này. Anh chuyển lên đây để cho thế chị dâu đã về chưa? Chưa, anh trai nó đi theo rồi. Đi theo sang bên đấy rồi à? Vâng. À. Đi sang được mấy hôm rồi? Được 3 hôm rồi. À không ăn cơm, không ăn cơm ở đây. Ừ. Bí thư chi bộ với cả mấy anh em đến đây thôi. Đây là đến đây để trao gạo cho gia đình nhá. À, đây em nhận đi xong rồi em mang vào trong nhà đi. Ừ. Anh nô bê vào trong nhà đi. Em xin nhá. Ừ. Đấy anh nô bê về đi. Ừ. Mẹ chết rồi, chết được 5 năm rồi. Đấy, đấy, ông nhìn thấy nhà đây, đây. Nhà đây, mái nhà đây. Nhà này sẽ sắp sập rồi. Đấy. Nhà này sẽ sắp sập rồi, nhìn nữa. Đây này. Đấy. Con bò này của cô chú thì xong thì bảo cô chú là nhà cháu được làm rồi thì chuyển giả lại cho nhà cô chú nhé. À. Của anh tên là gì? Anh thứ hai... Anh thứ hai của anh Nô à? Vâng, vâng. À, thế mình nhà cái nhà xây ở dưới. À, thế cái là nhà... bây giờ mình được nhà xuống dưới kia ấy, thì mình sẽ dỡ cả chuồng bò này xuống dưới đấy để làm chuồng bò. Cái có tiền để mua bò riêng cho. Đấy, mình không con bò này là trả cho người ta tại vì để chuồng bò mình còn nuôi bò. Nhá. Toàn bộ này xuống để chuyển toàn bộ xuống dưới để hạ sơn. Xuống dưới đây nó có điện có đường là trường trạm ở trên đây nó gần hơn. Còn cái đi học cái thứ thì nó mới gần. Nhưng còn không bây giờ ở bây giờ ở đây không có điện. Còn cái chỗ này bảo bố em với cả anh Nô là san đi lại làm trồng ngô vào đây. Đấy, phân bò phân biếc này chỗ này đánh hết ra đi, đá cái thứ kia nhặt lại. Bên này không phải của nhà em à? À chỉ có mỗi quanh vòng vòng đây thôi à? Ở đây chỗ này là cuốc làm nương hay là làm ruộng gì nhá. Vâng. Là chuyển sang trồng ngô trồng hiếc. Vâng. Thế ra có ai trồng ngô trước gì nữa chưa? Hay có gì nữa không? Từ hôm đấy vẫn đấy à? Mới đi lấy được nhà của cậu được ít ngô. Đâu? Đây. Cậu cho bao ngô đấy à? Vâng. Dù. Chẳng có gì ăn. Chẳng có gì ăn à? Mỗi người cho một tí. Mỗi người cho một tí à? Đây đã ăn ngô lại còn cháo ngô nữa cơ. Thế mới đỉnh cao. Thế bây giờ hai đứa em xuống dưới trường học là ở dưới đấy luôn rồi đúng không? Vâng. Cuối tuần mới về đúng không? Vâng. Ừ. Thế còn anh trai lại sang bên nhà mẹ vợ để đón về à? Đón chị dâu về à? Chắc chưa biết được nó đón về chưa. Đưa anh mượn cái đèn thôi mà. Thế ở đây mà đi sạc đèn này thì sạc ở đâu? Đi sạc ở mấy chú có điện. Hả? Đi sạc ở nhà cái mấy chú có điện. À, có nghĩa mình lại phải đi sạc nhờ. Nhà nào có điện. Nhà nào có điện thì sạc nhờ. Đúng rồi. Thế hôm nọ là cho tiền đấy đã mua quần áo thứ cho em mua, chưa? Em mua đi, em đi mua rồi. Ờ, đấy nhiều bác là cứ lo là không có quần áo, nhưng Thắng cũng đã lo xuống dưới đấy rồi và bây giờ là xuống dưới đấy trường học là các cháu là được nuôi ăn học đàng hoàng hết rồi. Ở dưới đó các em đi học thì là nuôi ăn học đàng hoàng. Nên là ok rồi. Đấy. Thế tối nay là còn mỗi hai bố con ở nhà thôi à? Vâng. Em với cả bố thôi à? Vâng. À. Nếu mà có người ta muốn cho em đi làm thuê ấy, thì em có đi làm được không? Có. Hả? Đã đi làm thuê bao giờ chưa? Có, em đi làm nhưng mà em làm... một tháng em về chưa có tiền, em đi một tháng rồi em đi làm Bắc Bình Dương. Làm tận trong Bình Dương á? Vâng. Đi bao lâu rồi? Đi được 3 tháng. Đi 3 tháng không có tiền á? Vâng, đi 3 tháng được 7 triệu thế rồi. Ai đưa đi xong vào đấy? Khách tự đi, mình tự đi xem, mình bảo đi xong công ty có lấy thì mình đi làm ạ. Đi làm thợ vụ ạ. Rồi. Nếu bác nào mà thực sự mà muốn giúp gia đình bác Nô mà muốn đón em này đi làm thì cứ lên tận xã. Thắng sẽ đưa đến xã rồi là gặp gia đình thì... Tại vì hôm trước có một bác là muốn giúp đỡ gia đình bằng cách là muốn em này là em nói thành thạo được tiếng phổ thông này. Anh trai thì không nói được. Nhưng mà em này là cái bác đấy là bác ấy ở
Việt Trì hay Vĩnh Phúc gì đó, bác ấy nói là lương khoảng 7 triệu một tháng nuôi ăn. Thì nếu mà bác mà xem video được mà bác đồng ý. Còn Thắng thì không có cho số điện thoại để mô giới này nọ hay như nào. Còn bác muốn đưa người đi làm thuê thì bác cứ lên trực tiếp xã, rồi là gặp đến thôn, rồi là gặp gia đình, giúp đỡ như nào thì đưa về đó. Tại vì là cũng có nhiều những cái người mà đã đưa đi rồi, nhưng mà rồi đến lúc là lại bị lừa, bị yếp thế này, rồi là tất cả người ta rồi lại quay về lại tìm Thắng, rồi là nó sẽ không hay. Đấy, còn các bác muốn thực sự thì Thắng lúc nào cũng sẵn lòng đến Hà Giang, rồi là Thắng đưa đến Bắc Mê, rồi là vào xã, rồi gặp các gặp gia đình, gặp người thân đây, rồi là đưa người đi, rồi là Tết lại về đấy làm các thứ. Đây là cái khung cảnh ngôi nhà của anh Nô. Nhà này sớm muộn thì cũng sẽ bay đấy. Nếu tại vì là đầu năm hay là năm ngoái Thắng vào thì nó chưa sập cái này xuống, nhưng mà năm nay thì sập hẳn cái này xuống đây rồi, nó hở hết ra rồi đấy, nó không còn cái gì nữa. Cuộc sống gia đình ở thì có nhiều người nói là nào thì lười này rồi thì các kiểu, nhưng mà thứ nhất là không được học, không được nhận biết, rồi là nhà anh Nô này là sống theo cái kiểu từ trước đến giờ vẫn cứ kiểu như bạn bè nói là săn bắt hái lượm, rồi là du canh du cư, rồi là một vài năm gần đây rồi là không còn cái đất mà du canh du cư nữa, rừng người ta đã chia hết rồi về cho các hộ rồi người ta ấy rồi, là mình không còn đất để làm nữa, thế là nó thành ra như này. Đấy. Học hành thì không có, điện thì không có, ở cái cuộc sống như này vợ mất rồi là một mình nuôi 5 người con thì mà không biết gì nữa thì nó khó lắm. Cứ bảo là đi làm thầy thuốc, nhưng mà đây, nghề của thầy thuốc. Hôm nay có đi lấy thuốc cho ai không anh? Không có, nhưng mà nó lấy đi rồi. Cũng về đây lấy thuốc đi cả. Chính xác là anh Nô là chữa cái bệnh gì? Anh Nô chữa được bệnh gì? Chữa chỉ có là bệnh cháy vàng, nó đái vàng, đái đỏ này. Đái vàng, đái đỏ à? Ừ. À, dạ dày. Dạ dày á? Dạ dày. Phải không? Thế là mình lấy cây thuốc về hay như nào? Mình lấy cây thuốc về chứ không phải cúng đâu gì. Không phải cúng, có nghĩa là có cây thuốc để uống gì? Uống thôi, chỉ là đun nước uống thôi, nhưng mà đủ chỉ có là cho vào nước thì uống thôi. Gãy tay, gãy chân này. Gãy tay, gãy chân này. Gãy xương ấy. Gãy xương bó. Gãy xương để bó thôi, nhưng mà gái xưa bó lên tinh bó nó phải cho nó đỡ thôi. Rồi mỗi thế thôi gì. Thế nhiều bác rồi cứ điện cho Thắng bảo là anh Nô anh chữa bệnh như thứ này là lên chữa, nhưng mà đây là Thắng cũng trao đổi chút là nhiều bác cứ điện là anh ấy cũng chỉ là chữa đái vàng đái đỏ thôi, gãy tay gãy chân thì ở dưới kia cũng bó được đúng không, dưới bệnh viện cũng bó được, chẳng qua là các bác biết rằng là ở đây thường thì nhiều người ta già rồi không biết tiếng phổ thông, rồi là ngại đi xuống viện nên là họ tìm đến những cái người như anh Nô này thôi. Dạ, chứ còn bình thường gãy tay gãy chân thì thôi đi ra viện, còn đái vàng đái đỏ thì đi khám đi trước sỏi thận gì. Dạ. Phải sỏi thận không, phải chữa bệnh sỏi thận không? Đúng không? Thế nhiều bác thì cứ bảo là bệnh suy thận suy viết, nhưng không phải đâu nhá, không. Dạ. Anh Nô không có chữa được những cái đó thôi. Em xin phép đây. Dạ. Em Hiếu đi ra. Dạ. Cái này là anh bảo này. Khi nào anh nhận được cái thông tin nhá thì em bảo em này, em là người tỉnh táo nhất trong nhà, rồi là biết tiếng, còn anh trai của em cũng không biết tiếng, thì em sẽ là cái người mà anh Bền anh ấy sẽ liên hệ để đưa xuống dưới đó để đào nền, sẽ có đoàn thanh niên lên giúp nữa. Quốc nền cũng biết như nào xong để đảm bảo, xong rồi để xây dựng. Sang tháng nếu mà nhận được tiền, nếu nhận được tiền thì sang tháng thì có nhà vào ở nhé. Xuống đấy thì có điện có đóm, rồi là có nước có nôi, nó không ở như ở cái chỗ này đúng không, ở đây nó vất vả khó khăn đúng không. Đấy, nó ở như này nó còn là trăm thứ là khổ. Bây giờ mình có người giúp như thế là hạnh phúc rồi nhé. Thế là chia sẻ cho. Hôm nay nhà còn bao tiền? Hôm nay có rồi. Hết rồi á? Nọ cho tiền đâu hết rồi? Mua cho con quần áo em ơi. Mua hết quần áo cho con rồi à? Dạ. Hôm nay không còn nghìn nào nữa à? Không
Rồi rồi, thôi bây giờ có gạo có mì ăn rồi nhá. Gạo đấy 40 cân ăn thoải mái rồi. Hôm nào mà làm nhà làm nghiếc thì vào anh lại cho gạo nhá, cho mì thì gia đình là sẽ có gạo có mì ăn nhá. Nhưng mà hôm nào phải làm nhà. Thôi anh đi về đây. Bảo bác Nô đi về đây. Những cái đồ nào mà nó không liên quan nữa thì nó gọn ghẽ sạch sẽ vào. Không, sau này làm nhà làm biết. Cái chỗ này mưa có bị dột và hất vào không? Có. Mưa sụp vào cả bàn thờ cái này nó sập cả vào bàn thờ này á? Nó cả bay hết. Bay. Này. Trên này cái cò đấy. Từ này bên này. Rồi. Đến cái cục để. Thế hôm nay hai bố con là có món gì ăn chưa? Rau cái thứ gì chưa? Rồi lấy đi bảo bác đưa cái rau cải ăn. Đâu? À, vừa lấy ở nhà bác về nữa. Toàn đi xin thôi à? Bác đi hái về xong bảo bác đi lấy ít về ăn, bác là nhiều bác hái được nhiều bác à, thế thì em không có thì em lấy ít ăn thế. Rồi ok. Ừ, rồi để đây. Đang nghe điện. Ai nghe điện? Tưởng nó nói chuyện một mình. Tối rồi đấy. Đang chờ ông Phèng Phèng với cả ông Bền. Chí Bền không biết là mò đi đâu à. Tối rồi. Có từ không? Mình bỏ rơi. Đi bộ xuống tận đoạn đường đẹp rồi. Ôi, nào về. Bình minh trên cao nguyên nhé. Đẹp. Chỉ mong là 10:30 11 giờ về nhà được tắm trong. Làm giấc mù pơ. 8 giờ tối chưa ra đến thành phố. Giờ mới đến nơi.